Cha mẹ muốn bổ sung canxi cho trẻ 5 tuổi nhưng lại chưa biết phải làm như thế nào? Liều lượng và thời điểm bổ sung canxi cho trẻ 5 tuổi rất quan trọng. Video này sẽ nêu ra một số cách và kiến thức bổ ích về một số lưu ý trong khi bổ sung canxi cho bé 5 tuổi. Mẹ có thể tham khảo video dưới đây. Một số cách bổ sung canxi cho trẻ 5 tuổi. Canxi đóng vai trò vô cùng quan trọng với sự phát triển hệ xương của trẻ. Việc bổ sung canxi sẽ giúp bé có một hệ xương chắc khỏe và tăng chiều cao đáng kể. Vì thế mẹ cần quan tâm đến vấn đề bổ sung canxi cho trẻ 5 tuổi. Dưới đây là một số cách bổ sung canxi cho trẻ mẹ có thể tham khảo. Bổ sung canxi cho trẻ 5 tuổi từ thực phẩm. Các chuyên gia đã chỉ ra rằng lượng canxi từ chế độ ăn uống chỉ đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu canxi mà cơ thể bé cần. Tuy nhiên, đây là cách bổ sung canxi cho trẻ 5 tuổi an toàn và hiệu quả nhất cho cơ thể Cha mẹ có thể bổ sung canxi cho trẻ thông qua các món ăn dinh dưỡng hàng ngày. Các loại hải sản giàu canxi như cá, tôm, cua, sò. Hoặc mẹ có thể mua các loại rau như cần tây, cải xoăn, cải bắp, củ cải để bổ sung canxi cho bé. Sữa và một số các sản phẩm từ sữa cũng là một lựa chọn không tồi khi bổ sung canxi cho bé qua đường ăn uống. Tuy nhiên, mẹ cũng lưu ý rằng khi bổ sung canxi từ việc ăn uống cũng rất khó để đong đo một cách chính xác được. Và trong quá trình bổ sung canxi phải cân bằng với các chất dinh dưỡng khác. Thông thường, lượng canxi từ thức ăn được cơ thể trẻ hấp thu khoảng 20% vào cơ thể, lượng còn lại sẽ bị đào thải. Vì thế, mẹ vẫn cần bổ sung canxi cho bé theo cách khác. Bổ sung canxi cho trẻ 5 tuổi từ các loại canxi uống. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều các loại canxi cho trẻ như dạng siro, dạng viên uống hoặc bột canxi. Nhưng trước khi cho bé sử dụng bất kỳ loại canxi nào thì mẹ cũng phải tham khảo kỹ càng về liều lượng và đối tượng sử dụng của từng loại. Và để an toàn nhất, mẹ nên tham khảo ý kiến lời khuyên của bác sĩ cũng như dược sĩ có chuyên môn. Từ đó, mẹ mới yên tâm cho trẻ sử dụng. Cách tăng khả năng hấp thu canxi khi bổ sung canxi cho trẻ 5 tuổi có một số cách để giúp bé hấp thu canxi dễ dàng hơn, trong khi bổ sung canxi nên bổ sung thêm vitamin D, đây được coi là một cặp bài trùng, vitamin D có tác dụng dẫn truyền canxi, giúp cơ thể dễ dàng hấp thu canxi. Mỗi buổi sáng cho trẻ tắm nắng 15 đến 30 phút để tăng khả năng tạo vitamin D, tuyệt đối không được cho trẻ uống canxi khi đang đói, mùa đông ít nắng, trẻ thường thiếu hụt vitamin D và canxi đây là thời điểm tốt để bổ sung hai loại dưỡng chất này, không cho trẻ uống kèm canxi với sữa. Khi nào mẹ cần bổ sung canxi cho trẻ 5 tuổi? Việc bổ sung canxi cho trẻ 5 tuổi rất quan trọng. Trẻ thiếu canxi cũng sẽ dẫn đến một số tình trạng như còi xương, thấp bé, hệ xương kém phát triển. Vì thế mẹ cần phải quan sát biểu hiện của con để bổ sung canxi kịp thời. Những biểu hiện trẻ thiếu canxi Trẻ khó ngủ, ngủ không sâu giấc. Canxi giúp điều tiết và cân bằng trạng thái của vỏ não. Do đó, khi trẻ thiếu hụt canxi dẫn đến tình trạng não luôn lưng phấn. Trẻ khó ngủ, ngủ không yên giấc và hay giật mình, tình trạng kém ăn bắt đầu xuất hiện. Khi trẻ thiếu canxi gây ảnh hưởng không tốt đến hệ xương và sức khỏe hệ tiêu hóa. Do đó trẻ ăn ít biếng ăn, răng mọc chậm, răng dễ sâu và yếu. Canxi là một trong những thành phần chính cấu tạo nên răng. Vì thế khi cơ thể thiếu canxi khiến răng khó hình thành, mọc chậm, chất lượng của răng rất kém. Thời điểm bổ sung canxi cho trẻ 5 tuổi Thời điểm thích hợp nhất để bổ sung canxi cho bé là vào buổi sáng. Đây là khoảng thời gian cơ thể dễ dàng hấp thụ canxi nhất, canxi ít bị lắng cặn trong cơ thể, hơn nữa, vào buổi sáng trẻ có điều kiện tắm nắng và tổng hợp nên vitamin D. Cùng với đó, việc vận động ngoài trời, vui chơi, hoạt động thể chất giúp canxi được gắn vào xương một cách chính xác. Không nên bổ sung canxi cho trẻ 5 tuổi vào buổi tối. Khi bổ sung canxi vào thời điểm này thì lượng canxi bổ sung vào sẽ không được hấp thụ Đôi khi còn gây nên tình trạng canxi bị tích tụ và lắng đọng ở ruột. Từ đó gây ra một số bệnh nguy hiểm khác như táo bón, sỏi tiết niệu, sỏi thận và khiến trẻ khó ngủ. Một số lưu ý khi bổ sung canxi cho trẻ 5 tuổi. Không nên bổ sung canxi cho trẻ cùng với sắt. Cả hai loại khoáng chất này đều rất quan trọng đối với sự phát triển của trẻ. Tuy nhiên, bổ sung cùng lúc canxi và sắt là sai lầm. Quá trình cơ thể hấp thụ canxi và sắt là trái ngược với nhau vì thế nếu bổ sung chúng cùng một lúc thì cả hai loại đều không được cơ thể hấp thu và hầu như chúng đều bị đào thải ra ngoài vì thế mẹ nên bổ sung tách riêng hai chất cho bé bổ sung canxi vào buổi sáng còn sắt vào buổi chiều tránh bổ sung canxi cho trẻ sau khi uống sữa theo các chuyên gia về dinh dưỡng khuyến cáo không nên cho trẻ uống canxi cùng lúc với sữa lượng canxi vốn có trong sữa sẽ tương tranh với canxi trong viên uống bổ sung Do đó cơ thể sẽ khó có thể hấp thu canxi một cách tốt nhất. Nên bổ sung canxi cho trẻ sau bữa sáng từ 30 đến 60 phút và sau khi uống sữa ít nhất 2 giờ. Xây dựng một chế độ ăn uống đầy đủ chất. Bên cạnh việc bổ sung canxi cho bé 5 tuổi thì phải bổ sung đầy đủ các dưỡng chất khác. Một thực đơn đầy đủ chất dinh dưỡng sẽ giúp bé có được hệ miễn dịch khỏe mạnh. Nó giúp trẻ chống lại các tác nhân xấu bên ngoài. Không chỉ vậy, ăn uống đủ chất còn giúp bé phát triển toàn diện cả về thể chất và trí não. Hãy xây dựng một chế độ ăn uống khoa học để giúp trẻ luôn khỏe mạnh mẽ nhé. Tóm lại, bổ sung canxi cho trẻ 5 tuổi rất cần thiết. Bởi vì, đây là thời điểm bé cần canxi để phát triển, nhưng tình trạng thiếu hụt canxi ở độ tuổi này lại diễn ra khá phổ biến. Vì thế, mẹ cần phải nắm được một số cách và những lưu ý khi bổ sung canxi cho trẻ 5 tuổi. Gọi nghe hotline để nhận được tư vấn từ các chuyên gia 0929 197 777. Follow kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày nhé.